Hello everyone. Today we are going to learn about spoken grammar. So there are a lot of different things from writtenness, grammar, and spoken grammar. And today, for me, I often focus on listening skills and speaking skills. And that's why today I will tell you about spoken grammar. Hôm nay thì cô luôn luôn chú ý vào cái chuyện là các bạn nghe và các bạn nói, cho nên là chúng ta sẽ học grammar để nói nhé. Và có rất là nhiều cái điều mà khác biệt giữa giữa ngữ pháp viết và ngữ pháp nói, và cô Hạnh thì chỉ quan tâm đến dạy các bạn ngữ pháp nói thôi ạ. Ok. Đợi một cô xíu ha. Present simple. Cô sẽ chia sẻ. Cô chia sẻ màn hình ha. Cô đã ghi âm chưa? À rồi rồi, ok. Mọi người có nhìn thấy cái ông này không ạ? Ông này ông là một ông rất nổi tiếng trên mạng. Đó là ông ấy chuyên về IELTS speaking. Ông ấy luôn là chuyên dạy mọi người về nói để thi IELTS. Và ông ấy là một cái người hỏi thi á, một cái người chuyên hỏi thi trong cái cuộc thi này. Và sau đó thì ông ấy biết rất là nhiều các kỹ năng liên quan đến speaking trong IELTS, và ông ấy chia sẻ. Và hôm nay thì ông ấy sẽ chia sẻ với chúng ta là bốn thì quan trọng nhất trong cái việc nói tiếng Anh. Và cái buổi đầu tiên của chúng ta sẽ là hai thì. Hai thì đó là hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, được không ạ? Và ở đây á, thì cô yêu cầu các bạn là phải nghe nhá. Chúng ta nghe để chúng ta cho cái âm thanh của tiếng Anh vào đầu của chúng ta, để chúng ta có thể nghe nhiều hơn và dìm tai của mình vào tiếng Anh nhá. Kể cả chúng ta học ngữ pháp thì chúng ta cũng vẫn học tiếng Anh. Và bây giờ các bạn cứ lấy bút vở ra nhá, sách vở ra để chúng ta ghi lại ha. Is used to talk about states, things that are fairly permanent, right? I live có nghe thấy tiếng video không? Rồi, okay. In Santander, right? For example, things that are fairly permanent. Mọi người đã nghe thấy chưa? Chào bạn Honey. Honey là bạn Hương. Honey. Hôm nay chúng ta sẽ học grammar nhé mọi người nhá. Và buổi đầu tiên của chúng ta sẽ học về không biết là có học hết được không nha. Học hai thì, đó là thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Tại sao thì nó lại được đi cùng với nhau? Bởi vì nó có những cái sự giống nhau và khác nhau. Được. Và chúng ta sẽ nói về cái thì đầu tiên. Present simple tense là thì hiện tại tiếp diễn, và nó được sử dụng để nói về states, là trạng thái. States là những trạng thái. Used to talk about states, things that are. Nhưng mà nó lại là một cái trạng thái là permanent. Các bạn ghi nhé, permanent, từ này này. Permanent, nó giống như là kéo dài mãi mãi. Cái từ này như là từ forever vậy đó. Kéo dài ha, kéo dài mãi mãi, permanent đó, dài hạn, được rồi ạ. Và khi mà chúng ta nói về một cái điều gì đó dài hạn như là forever vậy, mãi mãi, thì chúng ta sẽ dùng present simple tense. Ví dụ như này ạ, tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi sống từ bé đến giờ và có khi già tôi vẫn sống ở đây. Nghe I live in nghe vẻ như là tôi có thể sống ở đây mãi mãi, đúng không? Đó, nơi tôi quê hương tôi sinh ra và nơi tôi sống. Ví dụ cô Hạnh nói là I live in Ho Chi Minh City, tức là cô Hạnh có ý định là gắn bó cuộc đời của mình ở đây lâu dài, đúng không? Đó, hoặc là tôi làm việc trong một cái cơ quan nào đấy mà tôi cảm thấy nó long time, nó 10, 20 năm nó suốt đời của tôi, đó. Hoặc là anh của tôi thì học luật. Anh của tôi học luật. Vậy thì cái việc học luật nó giống như là cả cuộc đời anh này sẽ liên quan đến cái vấn đề luật, đúng không? Đó là permanent. Permanent là dài hạn. Permanent, right? I live trạng thái nhưng mà phải in dài Santander, hạn. Right? For example here. I live in Santander. Rồi ạ. Mọi người có thể khai thác ha.
cái phần phát âm của cái clip này nha. Mọi người sẽ đọc theo cô ha. I live in Santander. Live in Santander. I live in Santander. Santander. Work in a university. I work in a university. I work in a university. Chúng ta sẽ nối âm k in n a kinder. I work in a university. Các bạn là tắt mic nhưng các bạn đọc theo cô luôn. I work in a university. I work in a university. I work in a university. My brother studies law. My brother studies law. My brother studies law. My brother studies law. Thì mọi người sẽ thấy rằng cái up and down của người ta và người ta đọc, người ta nói với một cái tông giọng cực kỳ thấp luôn ạ. My brother studies law. Actually, those are not entirely true. Actually, actually, those are not entirely true. Entirely, suốt đời, in toàn bộ, okay, toàn bộ, entirely, toàn bộ ạ, entirely. À, nó cũng không phải tất cả đều là sự thật cả, nó cũng không hẳn là sự thật đâu. Not entirely true. Từ này có nghĩa là toàn bộ sự thật, nó không phải toàn bộ sự thật. I live in Santander. That's true. I live in Santander. That's true. Ok, và khi mà các bạn về và các bạn nghe á, chúng ta cô yêu cầu chỉ các bạn chỉ nghe cái đoạn mà người ta nói về cái kỳ này thôi, thì chúng ta sẽ shadow theo người ta luôn. Shadow này. I don't work in a university. I work from home. And actually, my brother doesn't study law. He works in the finance field. So, rồi ạ. Được chưa? Cái vấn đề là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái khai thác từ một cái clip. Bằng cách là mình có thể học ngữ pháp, bằng cách mình có thể học phát âm, bằng cách mình có thể học từ mới. Rất là nhiều các cái vấn đề chúng ta có thể khai thác được từ một cái clip. Mọi người có hiểu không ạ? Rồi ạ. Ok. These are different states, right? We can say I live in Santander. My dad lives in Manchester. Rồi. My dad lives in Manchester. My brother lives in Chorley. My brother lives in Chorley. Và ở đây thì chúng ta sẽ chú ý một chút về cái thì hiện tại đơn. Đó là ngôi thứ ba số ít. Hôm trước cô đã nói rồi. Ngôi thứ ba số ít, my brother. Cô nhắc lại, người không tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng ta thì là người thứ ba, gọi ngôi thứ ba. Và nếu chỉ có một thì là ngôi thứ ba số ít. Ngôi thứ ba số ít có ba ngôi. She, he và it. She là phụ nữ, he là đàn ông và it là con vật, đồ vật. Và họ không liên quan đến cuộc nói chuyện của chúng ta thì họ sẽ là ngôi thứ ba. Và khi mà ngôi thứ ba số ít với động từ thì chúng ta phải thêm s hoặc là es vào. Và đây chúng ta sẽ nói là I live nhưng mà my brother lives. Đây ạ. Ok, được chưa? Những cái bạn mới có thể là nghe nó hơi khó nhá, nhưng mà các bạn cố gắng ghi lại. Còn những bạn cũ thì chúng ta nghe lại thôi. Bolton, my sister lives in the north. My sister lives. Đúng không ạ? My father lives. My brother lives. My sister lives. Thêm S vào. Còn I live không có S. We live không có S. They live không có S. Ok. England too. Me and my family, we live here. Ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều từ mới có thể học được. Đây là người ta nói về các cái quốc gia khác nhau, các cái thành phố khác nhau, phải không ạ? Spain, Tây Ban Nha. Me and my family là nhiều. Nhiều nhá, nhiều cho nên là chúng ta số nhiều thì bao giờ cũng không có thêm S. We live here in Spain. Và khi mà chúng ta học thì chúng ta sẽ học cả cụm từ giúp cô. In Spain. Live in Manchester. Được không? Chúng ta sẽ học như vậy nha. In Spain. So let's have a look at the form here. So we will say, right? I, you, we, they,
plus the rồi verb. Ở đây chúng ta sẽ có cái form. Cô nói cái form này thôi, chú ý vào một chút nha. Ở đây nó phức tạp. Chú ý một tẹo thôi, đó là she, he, it thì thêm s vào verb. Và khi mà chúng ta nói là phủ định, tức là không cái gì đó, thì đối với lại ngôi thứ ba suy nhất she, he, it sẽ là doesn't. Tất cả các ngôi còn lại là don't. Khi chúng ta muốn nói phủ định, chúng ta phải dùng trợ động từ. Trợ động từ là doesn't hoặc là don't. Và doesn't thì đi với she, he, it. Thế thôi, đơn giản như vậy thôi. Verb. So I live, you live. He and she, it's... So he disappeared. The beginning of I am speaking. These are stating meaning. So when I use the present symbol, I study English, it gives a sense of a permanent state. We're creating that meaning. What else can we use the present simple for? Well, we use it for routines, right? For example, I go to work by bus. It's not true, actually, because I don't go to work, but I walk around the park most mornings. That is true, right? For example. Xin lỗi mọi người, hôm nay có người nhà cô đến chơi, thế là mọi người đi về, chào đi về, mọi người chào đi về. Dạ vâng. Nào bây giờ chúng ta sẽ thực hành ạ. Chúng ta sẽ thực hành luôn cái câu đầu tiên, đó là cái trạng thái gì mà forever, dài hạn. Ok, chúng ta sẽ nói về ba cái câu, đó là where do you live, what do you do, được chưa? Hỏi về nơi sống của bạn và hỏi về nghề nghiệp của bạn, thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn. Và bây giờ chúng ta sẽ trả lời hai câu này nhá. Các bạn sẽ lần lượt trả lời hai câu này. Where do you live, where, what do you do? Và cô sẽ mời hai bạn mà sẽ nói chuyện với nhau. Hai bạn hỏi hai câu này và hỏi ngược lại này. Một bạn sẽ hỏi where do you live, bạn kia trả lời và hỏi ngược lại luôn. And you, what about you, where do you live? Được chưa ạ? Chúng ta sẽ thực hành nhá. Mời bạn Phương Anh và bạn Nguyễn Hương. Bật mic ạ, bật mic lên, chúng ta sẽ thực hành hai cái câu này. Hello. Bạn Hương, hello bạn Hương. Yes, okay. Hello. Where do you live? Yeah, I live in Ho Chi Minh City. And what about you? And I live in and me too. No, I live in Ho Chi Minh City too. I live in Ho Chi Minh City too. Yes. Bạn Phương Anh nói là I live in Ho Chi Minh City too. Ok, nào bạn Phương Anh, bạn Nguyễn Hương ở đó rất tốt rồi. Bạn Phương Anh hạ thấp cái tông giọng xuống giùm cô. I live in Ho Chi Minh City too. I live. Đúng rồi, chính xác. I live in Ho Chi Minh City too. I live in Ho Chi Minh City too. Rất tốt, giọng rất hay ạ. Nào chúng ta sẽ hỏi lại, bạn Phương Anh hỏi lại luôn. What do you do? And what do you do? Bạn Hương sẽ trả lời I work in. Hoặc là I am, sau đấy I work in. I am là ai, sau đấy I work in. I work in a garment company. And what about you? What do you do? I'm an accountant. Okay, bạn nói là tôi là một kế toán và tôi đang làm việc ở đâu? Cô đang muốn nghe thấy cái từ work in. I work in Ho Chi Minh City and I'm an accountant. No, I work in là em phải nói về cái cơ quan của mình, cái nơi mình làm việc, chứ không phải là ở thành phố nào. I work in Bình Thạnh district. Okay, em có thể nói là I work in a company of Bình Thạnh district. Đúng không ạ? Mình nói cái cơ quan của mình á, mình không có nói địa điểm ấy, mình nói cái nơi mà mình làm việc. I work
in là nơi mình làm việc, là nó là cái gì? Đúng không ạ? Police officer, police station, đúng không? Đồn cảnh sát hay là gì đó, đúng không? Đúng không? Các bạn có hiểu không rồi ạ? Ok, để trả lời cái câu what, where do you live và what do you do thì các bạn sẽ dùng cái thì present simple tense này để trả lời cho những cái câu mà những cái trạng thái ạ. Những cái trạng thái mà các bạn dường như cảm thấy là tôi sẽ sống ở đây cả đời, tôi sẽ làm cái công việc này cả đời. Các bạn nhớ nhá. Cái này tí nữa nó sẽ khác cái thì hiện tại thì diễn đó. Nhớ ở trong đầu là như vậy, chút nữa chúng ta sẽ phân biệt ha. Rồi, rất tốt, và chúng ta sẽ tiếp tục lại với lại cái câu chuyện của chúng ta về thì present simple tense. I go to work by bus. Okay. Và tiếp theo khi mà chúng ta dùng thì present simple tense, chúng ta sẽ nói về routines. Routines. Routines là những cái hoạt động thường ngày của chúng ta. Hoạt động thường ngày của chúng ta, ví dụ buổi sáng chúng ta dậy, chúng ta phải gấp chăn màn, chúng ta phải đánh răng rửa mặt, chúng ta phải đi làm, tất cả những cái hoạt động thường ngày của chúng ta gọi là routines. Và chúng ta khi nói về routines thì chúng ta sẽ nói về thì hiện tại đơn, và các bạn luôn luôn nhớ dùng cô hiện tại đơn, phải nhớ đến ngôi thứ ba số ít, bởi vì tất cả các cái động từ sẽ được thêm s hoặc là es vào, và với cái phủ định thì chúng ta sẽ phải thêm doesn't vào. She, he, it, được chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ thực hành nói với routines. Cũng mời bạn Ngọc ạ. What do you do in the morning? Nào bây giờ cô sẽ hỏi các bạn một câu là what do you do in the morning? Bạn Ngọc trả lời. Chỉ cần hai hoạt động thôi Ngọc nhé. Hai hoạt động thôi, không cần nhiều. Bạn làm gì vào buổi sáng? Routine. I quickly please respond quickly. Nào các bạn ơi, các bạn sẽ phải nghĩ về cái routine của các bạn nhé. Cô Hạnh sẽ hỏi. Nào bạn Ngọc nói đi ạ. Ai? Tôi làm gì buổi sáng đó? Em làm gì buổi sáng? Em nấu ăn. Cooking. I'm cooking. I'm cooking. Present simple tense. I cook. My breakfast. Hoặc là I cook breakfast in the morning. Được chưa? Tôi nấu ăn sáng vào. Tôi nấu bữa sáng vào buổi sáng. Right. Okay. I cook. I cook breakfast in the morning. Breakfast in the morning and go to work. Right. Go to work là được. Okay ạ. Rồi. Nào bây giờ cô sẽ hỏi rồi bạn Ngọc cố gắng suy nghĩ luôn nhá. Chúng ta phải quickly nhanh nha. Rồi cô có câu hỏi khác này dành cho bạn Khả Ý này. What does your father do in the morning? What does your father do in the morning? My father gets up and has breakfast. Cô chưa có nghe thấy em nói lại. Repeat please. My father gets up and has your breakfast. Your father what? Get up and là em đang muốn nói cái động từ đấy là có nghĩa là gì đó? Dạ thức dậy á cô, get up. Okay, get up á hay là gì? Dạ get up. Okay, nào bạn các bạn sẽ nghe bạn nói cái câu đó là các bạn có hiểu không? Bây giờ cô sẽ nói bạn Như Ý nói lại câu đó này. My father gets up. Yes. Yes, thêm S vào ạ. My father là gì? Ngôi thứ ba, thêm S dùng cô. My father gets up. Gets up. At 6 o'clock, okay, được chưa? Then... He has
not have biến thành ve thành s đúng không? Has breakfast and then he has breakfast. Say please. Bạn như ý nè, nói lại nè. Bạn như ý nói lại cả câu này. My father gets up at 6 o'clock. Then he has breakfast. My father gets up at 6 o'clock. And then. Nói đi em. Mọi người ấy, mọi người phản ứng. Ok, mọi người phản ứng nhanh giùm cô nhé. And then he has breakfast. Rồi, rất tốt. Breakfast. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Nào bây giờ cô sẽ hỏi bạn khác nào. Bạn là Khánh à? Quốc Khánh ở đâu nhỉ? Sao lại có bạn Quốc Khánh à? Có phải là tên khác không? Hả, Quốc Khánh? Trời ơi, không có rename làm sao? Cái để cho điện thoại ở nhà mới vậy. Ok ạ. Rồi ạ. Mọi người ơi, mọi người nghĩ đến cái routine của mọi người dùm cô. Routine là những hoạt động thường ngày, những hoạt động thường ngày ạ. Và she, he, it thì chúng ta sẽ phải thêm s vào. Được chưa ạ? Nào chị mời chị Giang luôn đi ạ. Mời chị Giang ạ. Mời chị Giang trả lời câu hỏi của cô Hạnh ạ. What does your son do in the afternoon? Làm sao ta? Tiếng Việt là gì? Mới tới tiếng Anh được. Now. Either. Okay, now let's listen carefully, please. What does your son do in the afternoon? Giang vừa vào đúng không? Giang vào lâu chưa? Mới vừa vô. Thì thôi từ từ ạ. Chúng ta đang nói về thì hiện tại đơn. Mọi người nhớ cho cô này, routine là các hoạt động thường ngày nhá, lặp đi lặp lại hàng ngày. Ví dụ, cô hỏi chị Giang là cái bạn con trai của chị Giang làm gì vào buổi chiều thì chị Giang sẽ phải nói là nó đi học vào buổi chiều hoặc là đi chơi với bạn vào buổi chiều, thông thường là bạn ấy hay như vậy, hoặc là bạn ấy làm bài tập vào buổi chiều, đúng không? Những cái hoạt động đấy thường lặp đi lặp lại hàng ngày mọi người nhá, đó là routine, nhớ chưa? Routine. Và đây chính là bài tập về nhà của các bạn đó. Các bạn viết dùm cô tất cả những cái câu nói về thì hiện tại đơn, về cái routine của các bạn từ buổi sáng cho đến buổi tối dùm cô. Buổi sáng cho đến buổi tối. Đấy là bài tập về nhà của bạn nha. Không biết thì tra Google, nhưng mà nhớ rằng thì hiện tại đơn là đối với các ngôi she, he, it chúng ta sẽ thêm s vào động từ, còn tất cả các ngôi khác bình thường, được không ạ? Rồi cô sẽ hỏi bạn khác ạ. Mời anh Cường nè. Anh Cường có mặt ở đây. Yes, I'm here. Okay, so now let's listen my question and answer my question, please. What does your wife do in the morning? Yes, my wife in the morning usually cook breakfast in the morning. Okay. Cooks. My wife là ngôi thứ ba số ít. My wife cooks breakfast in the morning. Rồi rất là tốt ạ. Rồi rất là tốt. Và chúng ta chú ý nhá, đối với ngôi thứ ba số ít của thì hiện tại đơn là vô cùng quan trọng, và lúc nào các bạn cũng quên thêm s vào ha. Được chưa? Mời bạn Khả Ý. Yes. Okay. What do you do in the evening? In the evening, I usually read book and
Sometimes I go hang out with my friend. Ok. Nào các bạn, bạn ấy rất là tốt ạ. Bạn ấy đã từng dùng từ usually và sometimes. Được chưa? Để nói về mức độ thường xuyên. Vâng, đúng rồi. Cái thì hiện tại đơn của chúng ta nói về mức độ thường xuyên. Cái routine của chúng ta là chúng ta lặp đi lặp lại, nhưng lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trong một tuần hay bao nhiêu lần trong một ngày, đúng không? Chúng ta sẽ có thể dùng từ usually, always, often, sometimes. Được chưa? Những cái từ chỉ mức độ thường xuyên. Đúng không ạ? Nhưng mà ở đây á, là cái người teacher này, người ta chỉ muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng chúng ta dùng cái thì mà hiện tại đơn cho routines. Tất cả những cái gì liên quan đến routines là sẽ dùng thì hiện tại đơn hết ạ. Đúng không ạ? Cho dù bạn làm nó không quá thường xuyên. Đúng không ạ? Hoặc là bạn hiếm khi làm nó rarely. Rarely thì cũng là rất hiếm khi làm nó, thì bạn cũng dùng cái routines này hết, nó hoạt động thường ngày của mọi người ha. Được chưa? Rồi, bạn Khải ý nói lại cho cô cái câu này. Các bạn mới học cho nên các bạn giúp cô là chú ý vào cái pronunciation và cái intonation của các bạn nha. Pronunciation là phát âm, intonation là ngữ điệu. Ok, bạn Khải ý nói lại. I usually read a book. Sometimes hang out with my friend in the evening. Đúng rồi ạ. Mọi người cố gắng chú ý một tí nhá. Khi mà mọi người đọc á, là mọi người nói á, là mọi người chú ý luôn cái intonation của mình ha. Rồi ạ, chúng ta sẽ đến một cái tiếp theo đó là It's not true, actually, because I don't go to... What do you do in the mornings? Ok, nào, bây giờ chúng ta sẽ trả lời một số cái câu hỏi liên quan đến routines mà nó có thể gặp trong những cái kỳ thi như là IELTS speaking hay là cuộc sống hàng ngày. Do you take public transport? Do you take public transport? Bạn có dùng phương tiện công cộng không? Yes, I go to work by bus. I go to work by bus, đúng không ạ? I go to work by bus là nói về routine rồi. Được chưa? Hàng ngày bạn đi làm bằng xe buýt. Do you take public transport? Hoặc là what do you do in the morning? Cô vừa hỏi. What do you like to drink? À, chúng ta còn một cái câu hỏi nữa mà nói về routines. Đó là sở thích của chúng ta. Chúng ta cũng có thể nói như thế này. What do you like to drink? Bạn thích uống cái gì? Bạn thích uống cái gì? Hi, bạn thích uống cái gì? Right? Okay. I go for a walk in the morning. I drink coffee. Okay. I drink coffee. I drink tea. I drink milk tea. Đúng không ạ? Đó là những cái câu hỏi rất là thông thường. Và họ hỏi những câu này thì mình sẽ phải biết trả lời bằng thì hiện tại đơn nhá. Đúng không ạ? Do you take public transport? What do you do in the morning? What do you like to drink? Đúng không ạ? What do you like to drink? Well, chúng ta sẽ có một cái we use the present simple for habits that we have, right? Rồi. So for me, chúng ta sẽ nói về habit. Và habit khi khác với routine ở chỗ nào ạ? Habit là thói quen của chúng ta. Routine là các hoạt động hàng ngày, nhưng habit là thói quen, nó sẽ thường xuyên hơn cái routine. Ví dụ ở đây có anh Tạ Văn Cường, chắc là anh ấy có một cái thói quen đó là smoking. Đúng không ạ? Smoking. Có phải không? Anh có một thói quen là habit, đó là smoking. Yes. Anh làm nó thường xuyên và đôi khi nó sẽ là bad habit. Nó không phải là một cái thói quen tốt. Tôi không có thực tập thể dục mỗi buổi sáng, đó là một cái thói quen xấu, đúng không ạ? Đó là như vậy đó. Habit là một cái thói quen, nó sẽ similar với routines. Thực ra nó cũng là một routine, nhưng mà nó sẽ được làm thường xuyên hơn, tạo thành một cái thói quen của mình, đúng không? Các hoạt động hàng ngày, nhưng mà nó làm quá thường xuyên, nó tạo thành một cái thói quen của mình. Và mình gần như là mình sẽ hay, rất là hay làm nó, đặc biệt là những cái bad habit, kiểu như là drink beer,
in the afternoon hay là smoke all day. Smoke all day, đúng không ạ? Có bạn nào có cái bad habit nào không ạ? Trình bày giúp cô ạ. Có bạn nào có cái bad habit không? Bad habit, bạn nào? Ok, cô Hạnh có một cái bad habit là chả thích nấu cơm, đấy, còn ăn linh tinh, đó là bad habit. I don't cook in the evening. I don't cook in the evening. It's my bad habit. Tôi không có nấu nướng cái gì vào buổi tối. Mọi người có biết cô tại sao không nấu nướng buổi tối không? Vì là suốt ngày dạy học. Đôi khi nó cũng không phải là một cái thói quen tốt đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ nói về habit. Rồi ạ. À, bạn nào có cái habit là vừa mới buổi sáng dậy, giống cô Hạnh là vừa buổi sáng dậy cái là đã đọc bất kể lúc nào dậy hay là buổi đêm hay gì đó là đều check phone. Bạn nào có cái bad habit hay không ạ? À, mọi người sẽ kể ra nhé, mọi người sẽ kể ra trong cái bài tập về nhà của mọi người ha. Rồi ạ. And finally, the present simple is really good for stories. Rồi, và bây giờ thì cái trường hợp cuối cùng mà chúng ta dùng present simple tense đó là chúng ta sẽ kể một câu chuyện. Chúng ta kể một cái chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ nhưng mà để làm sống động lại trong hiện tại thì người ta sẽ dùng present simple tense mọi người nhá. Ồ, ngày hôm qua cậu xem gì đấy? Ôi, ngày hôm qua tôi xem bộ phim gay cấn và thấy bộ phim nói về gì? Thì khi mà bạn kể về cái bộ phim đó với cái người mà đang hỏi bạn thì bạn sẽ kể bằng thì hiện tại đơn mọi người nhé. Cái này là mới, cái này chắc là mọi người trước đây có học không? Có bạn nào học về cái này không? Có bạn nào biết về cái cách dùng này không? Trong thì hiện tại đơn không? Mọi người học nhiều từ ngày xưa, mọi người có biết cách dùng này không? Vâng, cái cách dùng này chắc chắn là không có trong sách đâu ạ. Cô Hạnh không nhìn thấy nói trong sách. Nhưng mà đây là được hướng dẫn bởi một thầy giáo. Và chúng ta, ý của ông ấy nói rằng là chúng ta làm sống động cái câu chuyện đấy giống như nó đang hiện tại đây. Và chúng ta kể câu chuyện. Đúng không ạ? Chị Ngọc ơi, hôm nay có một đứa nó xấu chị ấy. Đúng không? Đó, chị Ngọc ơi, nó xấu gì đấy? Nó nói này này, nó nói này, ABC. À, tất cả những cái đó là mình sẽ dùng thì hiện tại đơn hết à. Tell me about a film you like. Describe a book you really recently. À, bạn hãy mô tả cái gì đó. Mô tả hoặc là kể chuyện gì đó. Đó, chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn nhé. Đúng không ạ? Rồi ạ, à, mọi người tổng kết dùng cô. Cách dùng của thì hiện tại đơn là gồm có bao nhiêu cách? Bạn Linh Phi nữa. Trường hợp nào chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn ạ? Bạn Linh Phi có nhớ được cái gì không? Không ạ. Không nhớ được cái gì. Rồi thì hiện tại đơn nói về, đầu tiên nói về gì nhỉ? Nói về các hoạt động thường ngày của bạn. Thói quen của bạn. Đúng không? Ít nhất là nhớ hai cái đó. Rồi nhìn cái hiển nhiên cái dạ. hiển nhiên không ạ. Ở đây là chúng ta sẽ focus vào cái gì mà thầy này chia sẻ thôi. Có rất nhiều hàng chục cách dùng đối với thì hiện tại đơn nhưng mà chúng ta không quan tâm. Chúng ta quan tâm đến những cái gì đó mà chúng ta thường xuyên phải nói về nó. Đây là spoken grammar, ok ạ? Phải nói về nó. Đầu tiên là chúng ta nói về những cái hoạt động gì mà những hoạt động hàng ngày và những cái thói quen. À dạ vâng. Giống như là những cái gì đó mà forever. Bạn sống ở đâu đó, bạn làm việc ở đâu đó, bạn lấy ai đó. Tất cả những cái đó nó là forever luôn. Bạn có đổi thường xuyên được không? Không đúng không? Thì bạn sẽ dùng thì hiện tại đơn. Cái thứ hai, tất cả các hoạt động thường ngày của bạn. Bạn đánh răng, bạn rửa mặt, bạn đi học, bạn đi chợ, bạn đi siêu thị, bạn đi làm. Tất cả những cái việc đó là bạn phải làm hàng ngày để bạn sống hàng ngày, đúng không ạ? Thì chúng ta nói đó là routine, thói quen, là chúng ta nói về các hoạt động hàng ngày.
thường ngày. Và nếu như mà một hoạt động nào đó nó thường xuyên hơn, nó trở thành một thói quen, ví dụ như là hút thuốc, uống bia, uống rượu, đi chơi với bạn bè, đọc sách vào buổi tối, tất cả những cái đó nó thường xuyên hơn thì người ta gọi là habit, thói quen. Chúng ta cũng dùng thì hiện tại đơn. Và tiếp tục là cuối cùng, là cái trường hợp cuối cùng là chúng ta nói, kể lại một cái câu chuyện hay là mô tả một cái điều gì đó với một người nào đó, thì chúng ta cũng dùng thì hiện tại đơn để chúng ta làm sống động lại cái câu chuyện đó đối với họ. Hoặc là chúng ta mô tả cái gì đó thì chúng ta dùng thì hiện tại đơn. Được chưa? Dạ vâng. Và Linh Phi phải ghi xuống. Đó. Và bài tập về nhà của các bạn ngày hôm nay đó là viết ra toàn bộ những cái gì mà liên quan đến những cái gì đó mà mình forever đấy. Ý cô nói là nó gần như là rất là lâu dài, long time ấy. Cái thứ hai là routine, cái thứ ba là habit, thói quen. Còn cái phần mà kể lại câu chuyện thì cô không cần các bạn làm. Được chưa? Nếu như mà bạn nào mà không biết nhiều tiếng Anh thì chúng ta sẽ viết bằng tiếng Việt xuống, sau đấy là chúng ta sẽ tìm ở trên Google, chúng ta sẽ đánh cả một cái văn bản. Tôi đánh răng buổi sáng, tôi rửa mặt buổi sáng, tôi này này ABC chẳng hạn như vậy á, thì chúng ta sẽ có thể dùng Google, hoặc không thì cứ đã cả tiếng Việt vào đấy cũng được. Tại vì cô muốn các bạn hiểu được cái cách mà làm thế nào để dùng cái thì đó, đúng không? Và chú ý trong cái thì hiện tại đơn của chúng ta là chúng ta chú ý thêm S hoặc là ES vào ngôi, vào động từ của ngôi thứ ba số ít thôi ạ. Đấy, toàn bộ cái present simple tense của chúng ta nó chỉ có vậy thôi. Nó không có cái gì khác cả. Và chúng ta dùng nó cực kỳ thường xuyên trong đời sống hàng ngày chúng ta nói. Rất là đơn giản ạ. Được chưa? Ok, rồi ạ. Và nếu như mà bạn nào ở cấp độ cao hơn của lớp mình, nào chúng ta sẽ chia ba cấp độ của lớp mình nhá. Bạn nào mà vừa mới học xong chưa biết một cái gì luôn, ví dụ như bạn Linh Phi chẳng hạn, học về ngữ pháp, bạn sẽ ghi giúp cô tất cả những cái phần nào mà có thể sử dụng được trong thì hiện tại thường, hiện tại đơn này, present simple tense bằng tiếng Việt cũng được, không sao, miễn là bạn hiểu được là habit là cái gì, thói quen là cái gì, rồi hoạt động hàng ngày là cái gì, rồi những cái gì đó forever là những gì, đúng không? Đó. Còn các bạn khác ở cấp độ thứ hai là chúng ta sẽ viết toàn bộ với ngôi I, viết toàn bộ tất cả cái đó bằng tiếng Anh với ngôi I, tức là mô tả về bản thân của chúng ta. Còn các bạn khác ở mức độ cao hơn nữa thì xin mời là nói về chồng mình, con mình, bố mẹ của mình là ngôi thứ ba số ít, dùng cô để các bạn luyện cái đổi cái động từ sang thành kiêm S. Được chưa? Rồi, và hôm sau thì chúng ta sẽ thực hành đó. Hôm sau thì chúng ta sẽ thực hành nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học nốt cái present continuous. Mọi người đã cảm thấy đau đầu chưa? Cảm thấy đau đầu có học tiếp được không ạ? Là bạn khả ý đấy sao? Học tiếp hay là thực hành tại đây? Dạ, em thấy học tiếp cũng được không? Học tiếp nhá, tại vì học tiếp ấy, thì chúng ta sẽ có so sánh một chút về cái chuyện là chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn trong trường hợp nào và nó khác với thì hiện tại đơn ở chỗ nào, đúng không ạ? Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ sang cái present simple continuous. Nó chỉ khác mỗi chữ continuous thôi. Continuous tức là tiếp tục. Present simple tense là đứng lại, còn continuous là tiếp tục. Ok. Now, number two is the present continuous tense. Right. Bạn ơi, ở đây nó có một cái gì ạ? Có một cái điều quan trọng là chúng ta bắt buộc phải học ngữ pháp. Đúng không ạ? Bắt buộc phải học ngữ pháp. Nhưng mà chúng ta sẽ giản lược tất cả cái phần ngữ pháp để mà chúng ta dùng nó trong cái speaking. Trong cái speaking hàng ngày. Có mỗi vậy thôi. Đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta bắt buộc phải biết. Right. Now, by the way, do you like that? Happy. Yes. Lovely touch. So Santander, right? Or a rồi feeling à. Chúng ta sẽ có ngay một cái sự so sánh với cái chuyện là chúng ta dùng cái thì hiện tại đơn với thì hiện tại tiếp diễn cho cùng một câu. Where do you live? Cùng một câu hỏi. Where do you live?
Bạn có thể dùng thì hiện tại đơn hay thì hiện tại tiếp diễn. Vậy thì sự khác nhau ở đâu? Sự khác nhau của thì hiện tại đơn nói rằng bạn sống ở đó mãi mãi, long time. Nhưng mà đối với thì tiếp diễn là bạn sống ở đó short time, tạm thời. Ví dụ cô Hạnh vào trong này, cô Hạnh đi chơi tháng trước, đầu năm tháng 3 năm 2022, cô Hạnh vào đây. I was living. Lúc đấy cô Hạnh sẽ dùng là I am living in Ho Chi Minh City this month. Chỉ một tháng thôi, tháng này thôi, ok. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ cô Hạnh muốn sống ở đây cả đời. I live in Ho Chi Minh City. Được chưa? Khi mà các bạn đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng các bạn đi công tác ở thành phố Hà Nội thì các bạn sẽ nói là I'm living in Hà Nội. Nhưng mà I live in Hồ Chí Minh City. Các bạn đã hiểu cái sự khác nhau ở đây chưa? Hiểu sự khác nhau chưa? Rồi, bạn Linh Phi hiểu sự khác nhau chưa? Bạn Linh Phi hiểu sự khác nhau chưa? Yeah. Sao? Em nghe cô nói thì em cũng hiểu đấy ạ. Ờ. Dạ. Có cái gì không hiểu không? Cô nói có gì không hiểu không? Cô nói thì em hiểu mà khi mà cô hỏi thì em cũng không biết trả lời như thế nào ạ. Thì là gọi là hiểu. À, bạn Linh Phi hiện tại bây giờ bạn đang có một cái tâm trạng không tốt trong cái việc là thu nạp về kiến thức nhá. Được chưa? Bởi vì bạn đang quá căng thẳng và bạn đang nghĩ rằng grammar thực sự là nó quá khó. Không, bạn muốn học tiếng Anh, bạn muốn học một ngôn ngữ, bạn bắt buộc phải biết grammar. Và hãy mở cái đầu óc của mình ra và nói rằng là tôi có thể hiểu nó. Ừ, bạn mindset cái đầu óc của bạn như vậy. Người ta gọi là NLP, bạn có biết NLP không ạ? Cài đặt tư duy. Bạn đang hơi căng thẳng nha. Không có vấn đề gì cả. Đây là lần đầu tiên bạn học ngữ pháp. Và để cô hỏi một bạn khác ạ. Một bạn ở đây đã từng học ngữ pháp, bạn thấy cô Hạnh giảng về ngữ pháp ngày hôm nay có dễ hiểu không ạ? Mọi người có thấy cái gì khó hiểu ở đây không ạ? Mọi người ơi, mọi người phản hồi giùm cô với ạ. Ai phản hồi giùm cô với ạ? Ở đây ai đã từng học ngữ pháp rồi ạ? Học về thì hiện tại đâu? Dễ hiểu mà. Yes. Cô Hạnh nói rõ mà. Vâng. Có bạn nào chưa hiểu không ạ? Có bạn nào chưa hiểu không ạ? Các bạn không phản đối, bạn Phương Anh có hiểu không ạ? Phương Anh yes, có hiểu không ạ? Yes, okay. Rồi ạ. Chúng ta thấy rằng này này, chúng ta bắt buộc phải học ngữ pháp các bạn nhé. Không thể không học được, chuyện này bắt buộc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta học một ngôn ngữ, chúng ta bắt buộc phải biết nó cấu tạo như thế nào, học ra làm sao. Đây là những cái sơ đẳng nhất luôn ạ. Và chúng ta chỉ học có 4 thì cho spoken grammar thôi. Các bạn thấy so với 12 thì của các bạn học ở hồi cấp 2, cấp 3 thì các bạn thấy sao ạ? Nó giản lược không ạ? Cực kỳ giản lược. Bởi vì trong spoken English chúng ta chỉ dùng 4 thì này thôi. Cái thứ hai là trong suốt 10 cái cách dùng của present simple tense thì chúng ta học có 3 cách dùng thôi. Thế là giản lược chưa ạ? Ok. Nào bây giờ này. Khi mà chúng ta sống ở đâu đó suốt đời của chúng ta một thời gian rất dài và chúng ta không có ý định là thay đổi cái nơi sống đó, chúng ta dùng thì hiện tại đơn. Được chưa? Thì hiện tại đơn. Và còn nếu như mà chúng ta sống ở đâu đó một cái thời gian ngắn và tạm thời, chúng ta sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn. Chỉ cần nhớ này thôi đã nhá, bạn Phi nhá. Chưa, bạn Linh nhé, chưa cần nhớ cái gì, chưa cần nhớ cái form, bạn nhớ được cái gì bạn nhớ. Miễn là bạn hiểu được là cái thì đó được sử dụng như thế nào, được không ạ? Thì có nghĩa là gì? Thì có nghĩa là nói thời gian. Trong tiếng Anh á, nếu mà trong tiếng Việt người ta không có thời gian. Ví dụ như này, hôm qua tớ đi chơi với bạn bè. Đi chơi này là có ai phân biệt được là thì quá khứ hay là thì hiện tại không ạ? Hôm qua tớ đi chơi, hôm nay tớ đi chơi, ngày mai tớ đi chơi, từ đi chơi không thay đổi. Đúng không ạ? Ở trong tiếng Việt là như vậy. Nhưng mà trong tiếng Anh thì bạn không cần nói là hôm qua, hôm nay hay là ngày mai.
Mà bạn chỉ cần thay đổi cái động từ thôi trong các cái câu đó thì người ta đều hiểu rằng hôm qua hay hôm nay hay ngày mai. Chính vì lẽ đó, nếu như các bạn không thể thay đổi được động từ thì họ sẽ không biết là các bạn đang nói về hôm qua hay hôm nay hay là ngày mai. Đơn giản là thì là chính là thời gian. Trong tiếng Anh người ta nói về thời gian vậy thôi. Đơn giản như vậy thôi ha. Được chưa? Being temporary. What is temporary? Part time, for a short time, not forever. Rồi. Now, until a new London, I'm staying with my brother for a few weeks. Right? Rồi ạ, tương tự như vậy với cái việc là tôi đang làm việc ở đâu. Mọi người nhá. Vừa nãy có bạn hỏi cô là có bạn nói với cô là có bạn Phương Anh đúng không? Nói rằng tôi đang làm, tôi là kế toán và tôi làm việc ở một công ty ở Hồ Chí Minh City. Thì cái công việc đó của bạn nó kéo dài rồi, mấy năm rồi, đúng không? Bạn chưa có ý định thay đổi. Thì bạn nói là I work in là thì hiện tại đơn. Nhưng nếu mà bạn đang làm nó, bạn đang làm nó và bạn có thể thay đổi nó bất cứ lúc nào. I am working. Được không ạ? Chỉ khác nhau mỗi là thời gian dài hay thời gian tạm thời vậy thôi. Đối với cả thì hiện tại tiếp diễn, nó là thời gian tạm thời. Cho nên là các bạn nghe này, cái này nó khác với cái những cái gì mà các bạn hiểu biết về thì hiện tại tiếp diễn rằng nói về những hoạt động đang diễn ra. Những hoạt động đang diễn ra là cái gì? Đây là cái mà người ta thường xuyên dùng trong spoken English, trong cái việc là người ta nói tiếng Anh. Cùng một câu là where do you work? Đúng không? Bạn làm việc ở đâu thì bạn có thể nói là I work in. Nếu mà bạn làm đó lâu rồi và chẳng mấy khi bạn thay đổi gì hết. Nó không có ý định thay đổi gì cả, đúng không? Nhưng mà nếu mà bạn nói là I'm working in ở đâu đó hoặc là I'm working gì gì đó thì nó là một thời gian tạm thời. Được chưa? Tạm thời thôi và bạn có thể thay đổi nó bất cứ lúc nào. Short time. Working from home. Always work from home. They're both correct, but one is slightly a university. Giống như là bạn đang học cũng plus vậy the nha. Verb with ing. Đây là cái watching TV now. Cái form bạn Linh Phi đừng có nhìn cái này không có loạn ha. Hôm nay em chỉ hiểu là cái đó dùng như thế nào thôi. Cái thì đó dùng như thế nào thôi. Rồi ạ, và ở đây thì người ta đang nói về cái hoạt động đang diễn ra đấy, bạn đang học, I am learning, bạn đang nghe cô nói, I am listening, cô đang nói, I am speaking. Ngay tại thời điểm này, cô đang làm cái gì đó, bạn đang làm cái gì đó, thì bạn sẽ dùng present continuous. Giống như bình thường các bạn đã biết rồi, ha? Các bạn đã biết cái điều này rồi. Very common in spoken English. I'm not listening, you're not listening, or you are, use this. Again, being married, I'm living in Santander, I'm working as a... The present continuous is used a lot for... Cái này cũng mới nè, mọi người, cái này mới nha. Vừa nãy chúng ta nói về thì hiện tại đơn á, chúng ta nói về gì ạ? Tôi sống ở đâu đúng không? Trả lời câu hỏi, where do you live? Tôi làm việc ở đâu? Trả lời câu hỏi, where do you work? Hoặc là what do you do? Bạn đang làm gì? Thì hiện tại đơn với thì hiện tại tiếp diễn khác nhau ở khoảng thời gian. Nếu như cái kia mà chắc chắn là bạn làm lâu dài thì bạn sẽ dùng thì hiện tại đơn. Còn bạn làm tạm thời, bạn dùng thì hiện tại tiếp diễn. Được không ạ? Và bây giờ chúng ta có một cái đó là thì hiện tại đơn nói về habit đúng không? Thói quen đúng không? Anh Cường hút thuốc từ bao nhiêu chục năm nay rồi đúng không? Rồi là bạn Linh Phi có thể là đua gọi là... tập yoga 10 năm nay rồi đúng không? Đấy là habit. Nhưng bây giờ bạn có một cái new habit. Bạn mới có. Tự dưng bạn có. Ví dụ như này. Trong COVID ấy, mà các bạn bị lockdown thì các bạn làm gì? Bạn có một số cái habit, new habit. Nào bạn có một new habit không? Bạn chị Giang à? Chị Giang có một cái new habit gì trong COVID-19 lockdown? Chị mở mic ạ. Mask face. Dạ? Mask face.
chị dùng tiếng Việt giùm em cái. Chị đừng dùng tiếng Anh, tại vì chị dùng tiếng Anh em không hiểu đâu anh. Chị nói chị đọc nó không đúng ấy. Ngừng dùng tiếng Anh. À, thì năm cái thói quen, năm cái đó. À không, rồi ok, thói quen đấy là bắt buộc. Năm cái 5K đấy là cái bắt buộc á. À dạ vâng, nhưng mà bây giờ chị nói về cái habit mới của chị ấy đấy ạ, kiểu của riêng chị trong cái lockdown đó là chị làm gì? À rồi, chị Giang không nói chuyện chị Giang, tại vì chị Giang là housewife và lockdown không lockdown thì chị cũng vẫn làm những việc đó. Chị hỏi cô hỏi bạn khác ạ. Cô hỏi bạn vâng, cô hỏi bạn Ngọc đi. Ngọc vừa sinh ra một cái habit, new habit gì trong lockdown COVID nào? Em học làm bánh. Học làm bánh? Rồi, ok, đúng rồi. Bình thường bạn Ngọc có học làm bánh không? Không. 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 Bình thường bạn bận đi làm, lấy đâu có thời gian học làm bánh hả, đúng không? Nhưng mà trong cái thời gian á, mà dịch COVID lockdown 4 tháng á, hay là 1 năm, 2 năm đó, thì bạn sinh ra một cái new habit. Đó là bake, right? Làm bánh, make cooker, right? Hoặc là make cake, làm bánh. Thì cái đó gọi là new habit, mọi người nha, new habit. Hoặc là như này này, hoặc là bạn Linh Phi mới có một cái habit mới là học tiếng Anh với cô Hạnh ấy, vào buổi tối đấy. Bạn mới thôi, trước đây bạn không có cái habit đấy. Hay, bây giờ bạn đang có cái habit đấy, thì bạn sẽ nói nó ở thế hiện tại tiếp diễn. Được chưa? New habit nha, new habit. Nó mới đến với mình đó. Hoặc là chị Nguyễn Hương có cái habit gì gần đây không? New habit gì gần đây không? Còn Nguyễn Hương có cái new habit gì gần đây không? Hạnh ơi, đóng hết các cửa và ồn quá. Đóng cửa sổ vào xem nó có. Và bạn Nguyễn Hương có cái habit gì gần đây không ạ? Habit tức là thói quen mà thường xuyên đó. Sở thích đó. Dạ không có. Không có cái habit nào gần đây. Thế bạn có cái habit nào cũ không? Dạ. Working every day. Oh, working every day. Trời. Yeah. Rồi à, rồi. À, ví dụ như là có bạn nào có cái habit gần đây không? Có habit gần đây không? Nói với cô để chúng ta làm cái bài tập á. Bạn Như Ý, Huỳnh Như Ý có habit nào gần đây không? Em tập thể dục vào buổi sáng. Hả? Dạ, tập thể dục vào buổi sáng. À, mới tập thể dục buổi sáng cách đây bao lâu rồi? Dạ, chắc tầm 2 đến 3 tháng nay từ khi đi làm. Ok, 2 đến 3 tháng nay bạn ấy có một cái new habit là tập thể dục buổi sáng. It's ok. Để các bạn hiểu cái clear về cái chuyện new habit với cả habit. Nha mọi người nha. Nếu mà chúng ta phát sinh ra một cái new habit thì chúng ta sẽ viết nó ở dưới dạng. Và chúng ta sẽ nói nó ở continuous. Được không? Thì hiện tại tiếp diễn ạ. Rồi ạ, và ở đây là cái câu hỏi mà họ sẽ hỏi đến cái new habit của các bạn nhé. Nếu mà các bạn không biết cái câu hỏi này thì các bạn sẽ có thể là không biết nó là new habit. Do you know much about plants? Do you know much about yoga? Do you know much about playing basketball? Bạn có biết nhiều về cái chơi cái game môn yoga? À, thì lúc đó nếu mà bạn vừa mới biết, bạn vừa mới học yoga, bạn đang tập yoga và have new habit của bạn thì bạn sẽ nói là I'm planting sunflower in my garden, chẳng hạn như vậy. I'm doing yoga in the morning nowadays. Bây giờ thì tôi đang tập yoga khoảng độ 3 tháng gần đây thôi, right? Đó, nó là như vậy ha. Được chưa? Và nói về khoảng thời gian thì chúng ta sẽ sang cái clip thứ hai. Garden right now or I'm growing style. Well. Rồi ạ. Có rất là nhiều những cái câu hỏi mà người ta hỏi về thói quen của các bạn đấy nhá. Có rất nhiều các cái loại câu hỏi hỏi về thói quen. Bạn làm gì hàng ngày? Bạn có bạn làm gì cho cuộc sống của bạn khỏe hơn không? A healthy lifestyle. Đúng không ạ? Đó, bạn làm gì cho bạn khỏe hơn mỗi ngày? Đó, những cái câu hỏi kiểu như vậy ạ. Rồi, còn một cái nữa nha mọi người.
Cô hy vọng là mọi người ghi được xuống hết. Một chút nữa cô sẽ tổng kết lại. Một cái đó là ai đó làm phiền chúng ta bởi cái thói quen của họ. Bởi họ làm quá nhiều lần cái việc đó. Complain, bạn mình phàn nàn với ai đó hoặc là ai đó annoying, là làm phiền chúng ta. Ví dụ, có một cái đồng nghiệp suốt ngày nó cứ nhờ mình đi mua cà phê phiền chết đi được, đúng không? Thì mình sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn để nói. He always asking me. He is always asking me to buy the coffee for him. Chẳng hạn như vậy ha. Mình sẽ dùng từ always để nói về cái chuyện là mình complain về cái chuyện đó. Anh ta quá phiền. Sếp của tôi suốt ngày bắt tôi đi làm muộn. Suốt ngày bắt tôi phải làm việc muộn, đúng không ạ? Anh ta suốt ngày đưa cho tôi quá nhiều công việc. Đó là cái lời phàn nàn. Khi mà người ta nói lời phàn nàn về một ai đó thì người ta sẽ dùng always và always nha mọi người nha. Cái từ always là một cái từ nó hơi negative, nó kiểu dạng như là luôn luôn đấy, lúc nào cũng như thế, nó là kiểu là tuyệt đối, chẳng có cái gì tuyệt đối cả, đúng không? Chỉ có đây là lời phàn nàn thôi, đúng không ạ? Lời phàn nàn của mình về ai đó hoặc ai đó làm phiền mình thì mình sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn để mình nhấn mạnh cái việc là người ta đang làm phiền mình hoặc là mình phàn nàn về người khác. Rồi ạ, bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại về cái cách dùng nhá, cách dùng đã. Còn lại là bạn Linh Phi không cần phải quá lo lắng về chuyện là nó dùng nó được viết như nào nhá. Bây giờ mình cách dùng đã. Mình cứ tập trung vào cách dùng của nó đã. Thì hiện tại đơn là nói về cái gì đó long time, đúng không? Về công việc, về học hành, về tất cả mọi thứ gì đó mà nó suốt đời của chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn. Nhưng nếu như mà nó trong chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi thì chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn. I live in Ho Chi Minh City, but this week I am living Hà Nội. Chỉ tuần này thôi, chỉ tháng này thôi, this month. I am living Hà Nội. Ok, I live in Ho Chi Minh City thì hiện tại đơn. I am living in Hà Nội thì hiện tại tiếp diễn. Được chưa? Chúng ta nói về routine, những hoạt động hàng ngày của chúng ta nói là thì hiện tại đơn. Chúng ta nói về habit, thói quen. Thói quen của chúng ta thì có những cái thói quen lâu rồi thì chúng ta nói là thì hiện tại đơn. Mà thói quen vừa mới phát sinh ra thôi thì là chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Nếu mà chúng ta nói kể một câu chuyện drama gì đó với người khác, chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn. Mô tả cái gì đó, chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn. Được chưa? Đối với thì tiếp diễn chúng ta thêm gì ạ? Những hành động diễn ra ngay tại thời điểm nói. Cô đang nói, bạn đang nghe, bạn đang học, cô đang dạy. Đó, đấy là những cái hành động diễn ra ngay tại thời điểm nói. Tiếp theo chúng ta gì ạ? Phàn nàn với ai đó làm phiền mình, rất là phàn nàn, đúng không ạ? Thì chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn. Và cái tiếp theo còn một cái cô quên nhỉ, các bạn nào nhắc cô một tí không? Có một cái ở giữa. Các bạn Phương Anh ghi bài trước khi đến cái phàn nàn là cái thì hiện tại tiếp diễn nói về cái gì nhỉ? Cô quên đúng không? Các bạn nào ghi bài được không? Không ai ghi bài. Cô sẽ nói lại xem nào. Kiểm tra lại. À không, mỗi vậy thôi. Hết rồi ạ, hết rồi. Đúng rồi. Tuyệt vời, hôm nay chúng ta sẽ học về cái cách dùng ạ. Chúng ta sẽ quay đi quay lại với những cái thì này thường xuyên bởi vì chúng ta dùng nó để nói nhé mọi người. Cho nên là chúng ta không cần phải quá nghiêm trọng hóa vấn đề ở đây. Chúng ta vẫn sẽ phải học về grammar, nhưng mà chúng ta ai mà hiểu được đến đâu thì chúng ta cứ hiểu, còn không thì chúng ta sẽ có những cái thực hành. Bây giờ hôm nay đến đây là hết và hôm sau thì chúng ta sẽ thực hành. Cả tuần này chúng ta sẽ học về grammar. Mọi người phản hồi giúp cô về cái grammar ngày hôm nay khó nhất ở chỗ nào ạ? Để cô còn biết lối cô thực hành thêm cho mọi người đỡ khó, đỡ cảm thấy khó.
Rồi, không ai phản đối. Mọi người ơi, mọi người về làm giúp cô cái việc này ạ. Mọi người sẽ đưa ra ví dụ. Nếu bạn nào không nói được tiếng Anh, bạn đưa ra ví dụ bằng tiếng Việt dùng cô cho tất cả những cái trường hợp được dùng với thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Ví dụ, thì hiện tại tiếp diễn có cái gọi là ân nói nhỉnh ấy, làm phiền ấy, hoặc là mình phàn nàn á, thì mình ghi ra. Mà đừng có ghi ở trong sách ra, hay là đừng có ghi cái ví dụ ở trên trời dưới biển là không liên quan đến mình nha, ghi liên quan đến mình, habit của mình, của con trai mình, của chồng mình, được chưa, của bố mẹ mình nhìn thấy, được chưa, cái habit ấy. Và đặc biệt đấy là present simple tense nói về cái bad habit hoặc là cái good habit, còn cái new habit là của cái thì hiện tại tiếp diễn nha. Ok, mọi người sẽ ghi các cái trường hợp đấy xuống và đưa ra các ví dụ liên quan đến bản thân của mình. Nếu bạn không viết được bằng tiếng Anh, bạn viết bằng tiếng Việt dùng cô. Hôm sau chúng ta sẽ thực hành. Được chưa? Dạ. Yeah. Okay. Rõ rồi đúng không ạ? Vâng, rõ rồi đúng không? Hơi khó, bắt đầu khó ha. Rồi mọi người đi ngủ đi ạ. Hôm nay đừng có mơ đến ngữ pháp nha. Bye teacher. Rồi, bye bye, see you. Bye bye. Bye bye.